Con chào chú Nguyễn Hữu Cầu ạ. Bọn con ở Sài Gòn xuống thăm chú ở bệnh viện Bình An, được biết là chú mới ra khỏi trại. Thì con cho bọn con xin hỏi là hiện tại tình sức khỏe của chú đang như thế nào ạ? Ngày đầu về thì cũng mệt, nhưng mà qua ngày hôm sau nó tăng là té, nó không biết đau. Thì gia đình trở ra thị trấn thì ông bác sĩ thị trấn ông bảo là nên lên bệnh viện, nếu không là đột tử ngay. Thì 2 ngày qua là tiêm cho được 4 nước biển như cháu được báo. Ngày mai sẽ tiếp tục thì kỳ ghi máu vào bây giờ thấy 10 lần cũng đỡ được 6-7. Vậy đó. Dạ. Khi mà chú trở về đó, rồi cảm xúc đầu tiên của chú khi mà về gặp con trai anh Bích bé cháu và gia đình thì chú cảm thấy như thế nào? Khi mà chú về đến nhà là xe của trại đưa đến 9 giờ đêm, đưa xuống một miền mà gọi là U Minh, mà những tiếng cóc nhái ban đêm như vậy đó, rồi được rời được đứa con xác thịt, đứa cháu, lúc đó cái cảm giác nó, chú nghĩ suốt đời chú chưa từng gặp, rồi giống như là lúc đó nhập qua cái hành tinh dị lạ. Nó một cái cảm giác tới bây giờ nó ghê gớm lắm. Mà theo chú hồi nhỏ chú học là có cái từ gọi là hình như là inspiration, cái cảm giác của một người mà khi phê thuốc viện hay cái gì mới có được cảm giác, chứ nói bằng cái giọng thường cũng có, chú nói gì không thể nào mà diễn tả được. Cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất trong 38 năm tù không thể nào nói ra. Có một ông cán bộ đại quý, thì lúc đó cô ba cô là bên giáo hội Nếm Mưa Nay gì Tin Lành hay gửi thánh kinh lên cho chú. Thì trên trại khi nhận được thánh kinh là phải làm biên bản đốt. Thì ông này ổng cũng làm biên bản rồi dẫn một người làm nhân chứng ra cho là đốt thánh kinh. Nhưng mà ổng lại, hiện nay chú biết ổng giữ như vậy 10 mấy cuốn thánh kinh. Đó là kỷ niệm nó sâu sắc nhất mà chú nhớ hoài, mà chú không thể nào mà nói cái tên ông cán bộ đó ra. Và trong một thời gian nữa mà tình hình nó khỏe khoắn vui vẻ, mà nếu ở trên cho phép thì chú nói nên biểu dương khen thưởng ông cán bộ này. Thí dụ ông đại quý nên cho lên thiếu tá, vì không phải là mọi người đều xấu hết tất cả, nhưng mà bên đó, bên những ác quỷ luôn luôn có thiên thần. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất. Dạ. Còn con có còn một câu hỏi nữa là con có nghe nói là ở trong tù chú viết rất là nhiều bài viết ở trong tù, bài thơ và những bài hát. Và khi mà chú ra tù thì chúng đã đấu tranh để mà mang những bài đó ra ngoài đây. Chú có mang theo không? Có thể cho các bài viết chú biết đó, thì xong rồi là vì thời gian dài chú nó thuộc lòng hết đó, nó nằm trong đó khoảng 100 bản về tình ca, tình quê hương, tình mẹ con, tình yêu, rồi khoảng chừng 40 tác phẩm là cái loại mà như đấu tranh như con bò cái xe. Nhưng chú quan niệm đó, những cái loại nhạc mà ca ngợi lãnh tụ đồ, chú cũng có cái đó, cũng ca ngợi này, nó chỉ sống một thời gian ngắn thôi, vì cái đó nó không thật. Nghe như chú
chú tin tưởng rằng những cái bài mà như mùa thu chết của Phạm Duy nó sống lâu hơn những cái bài mà hãy buồn lên hãy buồn xuống gì đó, chỉ một thời gian, thành ra là chú tâm tính trong một tương lai gần là sẽ đưa tình ca ra nhiều hơn. Còn những nhạc mà mày xấu tao tốt mày xấu, tao vĩ đại hơn mày, mày vĩ đại hơn tao, ngồi giống ngố, giống như những đứa trẻ 3-4 tuổi nó nói chuyện ngố ngố, mà những người 8-90 tuổi đừng có nên ngố vậy nữa. Chú nghĩ vậy đó. Rồi. Dạ chú cậu ơi, thế thì đang có rất là nhiều nhóm hội hay là những cái cá nhân đang quan tâm đến cái trường hợp của chú ấy, thì không biết là chú có muốn nhắn gửi gì ra cho những cái người đấy không ạ? Chú cũng thấy là những nhóm hội nhiều năm nay mà đến nỗi có cả những nhóm hội mà cái cựu chiến binh của chế độ xã hội chủ nghĩa này, chứ chú không có nói là chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà khi họ về họ cũng có những quan tâm, mà họ đến cộng trại không có gì họ cho hàng chục ký đường gì đó. Đó chú nói từng cái thấp nhất, còn lên cái cao thì là những cái hội đoàn từ trong nước đến ngoài nước có lương tâm là nghĩ đến những anh em gửi quà, gửi thuốc men sách vở rồi, thì muốn nói bây giờ cái đó không thể đính giá. Cái hành vi này là 1 triệu, cái hành vi kia 2 triệu, mà chú thấy bằng cái giọt nước mắt là không thể tính bằng. Thành ra chú không qua hai cháu mà gửi lời cảm ơn mà đại diện cho những người còn đang sống trong đó đã nhận được những vị sách, viên thuốc, bằng quà. Chú có quyền đại diện và anh em cho đại diện, chứ anh em mà không có cái lệnh chú không thể dám mượn lệnh gọi là đại diện anh em. Mà cái câu này cứ lên trại phỏng vấn coi có đúng như vậy. Lúc chú về là hàng trăm người nói chú về đại diện cho chúng con nói như vậy, chú về đại diện cho chúng con nói như vậy, thì chú cũng có quyền. Dạ con cảm ơn. Bây giờ thì chú có thể bắt nhịp cho bọn con được hát một đoạn cái bài hát rất là nổi tiếng của chú là Con Bò Kéo Xe được không ạ? Bây giờ đó, thật ra cái bài đó chú bắt nhịp hát cũng được, mà ông bác sĩ mới dặn tiếng thiền. Dạ. Mới dặn đó. Tại vì hôm qua ông đo cái van, ông mới có trường hợp nó hỏi mà ông chích đó. Chứ cái chuyện nó dễ lắm. Vậy đó. Hát một vài câu ngắn thôi. Ví dụ như là bây giờ chú hát hay là cháu? Chú hát bắt đầu để bọn con cùng hát. Dạ. Mai mốt ta về ta mua một con bò, rồi ta sẽ đi đi lên trên núi cao. Mai một ta về ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau, khoe ra như con bò kéo xe, khoe ra như con bò kéo xe. Thôi chú nghĩ ra ra. Hồi đó thì phim hát 10 bài 20 bài cô không giàu, bây giờ kỳ giống hai bóp cổ. Bài khác hồi 30-70 hát. Bọn con đại diện cho hội Bầu Bí Tương Thân có gửi một chút quà đến cho chú là trị giá là 4 triệu đồng ạ. Và một cái món quà nữa của một người bạn của Dân Luận, trang tin Dân Luận và Con Đường Việt Nam gửi cho chú là 400 đô ạ.
thì rất mong là những cái tình cảm đấy sẽ giúp chú là khỏe lên để cùng mọi người hát vang cái bài hát là Con Bò Kéo Xe. Dạ. Nó còn tới khoảng chừng 40-50 cái hơn Con Bò Kéo Xe nữa. Dạ. Dạ. Thế thì mong chú càng ngày càng khỏe lên để còn phổ biến nữa ra. Như vậy.